Duy Hoàng ơi, giúp tôi đi, có chuyện rồi Duy Hoàng Để ơi. người ta uống ly cà phê cho ngon nào. Cà phê cà pháo cái gì? Cậu ơi, cậu có nhớ cái hôm mà tôi với cậu đi quán bar chơi không? Có cái cô gái mà mặc váy màu đỏ, hãy nhìn tôi cười đấy. Liên quan gì tới tôi? Cô ấy chủ động điện thoại với tôi đấy, hẹn hò. Thế à? Cô ấy nói là ngày mai chở cô ấy về quê để thăm bố mẹ. Đây là cơ hội ngàn vàng của tôi. Nhưng khổ một nỗi ngày mai lại là ngày đại hội công đoàn. Mà đại hội công đoàn mà không có chủ tịch công đoàn thì làm sao được. Kim cách. Có một cách. Cách gì? Cậu gọi điện cho cô ta, hoãn cuộc hẹn lại. Không được. Cậu cũng biết đây là lần đầu tiên có một cô gái chủ động hẹn hò với tôi mà. Cách. Mặt cậu xấu thế này. Ừ. Để tôi nghĩ xem nào. Cách gì? Nghĩ ra chưa? Im lặng. Sao cái vụ này họ công đoàn lo tới đâu rồi? Dạ. Sao mặt mày cậu xanh quá vậy? Không khỏe hả? Dạ. Quá. Xem. Trần Huỳnh bị viêm túi thừa đại tràng. Trời gì hả? Đau lắm. Bởi như vậy là làm sao mà lo đại hội công đoàn được? Đúng rồi, có khi phải hoãn lại. Không, hoãn thế nào mà hoãn, đại hội là cuộc sống của tôi. Ôi trời, đau quá. Đau quá rồi. Bây giờ gì nè, bây giờ tới giờ ăn cơm trưa rồi. Dạ. Cậu đi mua thuốc cho Trần Quỳnh giùm tôi. Dạ. Làm tôi thất vọng nha. Mới tao chưa? Tôi thấy cậu Quỳnh đỡ nhiều rồi đó. Dạ. Bây giờ cậu ở đây chăm sóc cậu Quỳnh nha. Dạ. Để tôi về tôi nghiên cứu coi làm cái nào cứu cái buổi đại hội công đoàn ngày mai. Dạ. Đúng rồi. Đừng làm tôi thất vọng nha. Dạ, vâng ạ. Chào sếp ạ. Dạ, vâng, sếp về ạ. Gì? Yếu xìu thế, sếp đi rồi. Hít người lên đi. Ui giời này, tôi trông mặt cậu giống cái mặt Khánh Thi lúc đang đói lắm. Xuống lại cái thằng khác vậy, vô gì. Ui giời này, cẩn thận không có sập sàn. Này, đừng có ăn, Khánh Thi biết là giết cậu đấy. Ngon thật, tôi với ông làm hết cả hộp bánh. Ừ. Mà công nhận ông ác thật, lượng ngay cho tôi một cái bệnh mà phải nhịn ăn nhịn uống, đói muốn chết à. Lúc thì nó đột ngột, người ta chỉ nghĩ ra có vậy thôi. Ai mà nghĩ hay hơn. Ôi giời. Dạ vâng ạ, vẫn hơi đau ạ. Rồi, đã nghỉ ngơi nha. Vâng. Tôi quyết định rồi. Nghỉ bỏ cái buổi đại hội công đoàn ngày mai luôn. Vâng. Nhà nghỉ ngơi nha. Dạ. Đi nha. Vâng, cảm ơn sếp. Đi rồi. Duy Hoàng ơi, đau đấy. Bảo đi rồi diễn cái gì nữa. Không, đau đấy. Ui, thế còn giả bộ này. Lần này nhá, cậu với cô váy đỏ mà thành công phải cảm ơn mưu mẹo của Duy Hoàng này. Duy Hoàng. Sao? Anh bị gì vậy? Đau. Bạn đứng im vậy đó hả? Có cái gì đâu, viêm túi thừa đại tràng bớ bẩn mà. Bẩn đó thì chỉ dừng nhìn ăn thôi. Mà anh thấy hộp bánh của em đâu không? Hả? Không thấy. Trời ơi, hộp bánh của em để đây nè. Hộp bánh của em để dưới gầm bàn cả tháng trời luôn đó. Em bị đi dục. May mà anh không ăn. Hộp bánh để một tháng à? Ui giời, đau ạ.